cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con mừng vui vì một ngày mới lại bắt đầu. Con xin cảm tạ Cha vì cuộc sống này và nguyện nhận lấy những gì Ngài dành cho con trong ngày hôm nay. Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Lạy Chúa, con biết rằng những cuộc gặp gỡ với Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật nơi con, nhưng nó luôn hàm chứa một sứ mệnh và một thông điệp Ngài dành cho chúng con. Đó chính là câu trả lời cho bao yêu thương con nhận được nơi Ngài. Tự hỏi rằng, con đã dành hết trọn tâm tư vào sứ mệnh Ngài đã tin tưởng giao cho. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Lạy Chúa, con dành khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày để cầu nguyện, thực hiện ý cầu nguyện trong tháng này và xin hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải bản chất của Thiên Chúa như của một người cha, đấng không bao giờ từ bỏ cho đến khi người làm tiêu tan hết mọi tội lỗi và chiến thắng sự khước từ với lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Người cha đó chờ đợi con mỗi ngày, trong mọi khoảnh khắc, cho đến khi con chấp nhận lời mời gọi của Người và bắt đầu bước đi cùng Người. Cha luôn chờ đợi con. Con suy tư câu hỏi, liệu con đang níu giữ điều gì? Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con dành ít thời gian để ngẫm lại ngày sống hôm nay của con. Con tạ ơn Cha vì những cơ hội Chúa đã ban cho con. Vậy con có nhận ra tình yêu Chúa dành cho con? Thầm nhớ rằng, Chúa yêu thích những ai biết rằng mình đã được tha thứ rất nhiều. Thế con có nhìn thấy chính mình trong trái tim nhân từ của Chúa không? Và con có tỏ bày cho mọi người thấy cử chỉ nhân từ mà lòng thương xót Chúa dành cho con? Biết cách nhận ra con đã được tha thứ nhiều bao nhiêu giúp con rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống đời này của con. Có thể cởi mở hơn mà không chứa bất kỳ sự phân biệt nào. Con ghi nhận lại những gì mình đã ngẫm ra và sẽ không khước từ sự bình an mà con có thể nhận được trong bí tích hòa giải. Kính mừng Maria đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.